thể quên tình yêu. Yeah. Mà suốt đời anh gửi trọn đến em trái vàng. Anh sẽ không thể quên em đâu anh ạ. I love you. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc dành cho Banh, nhạc của Hoàng Tôn và lời xin mạn phép là của Việt Khuê. Vâng, tôi đã viết ra lời ca khúc này bởi vì là tôi rất là yêu thích cái giai điệu ca khúc dành cho em của Hoàng Tôn. Và nhân cái dịp World Cup như thế này thì chúng ta cũng rất là muốn có những ca khúc về bóng đá, đúng không? Xin giới thiệu với quý vị có mặt trong buổi bình luận FIFA World Cup năm 2014 ngày hôm nay một vị khách mời đặc biệt, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Tôn. Và sau cái mùa World Cup này thì tôi cũng phát hiện là Việt Khuê là cũng có thể ứng cử viên sáng giá của cuộc thi Sao Mai Hiểm Họa. Là anh hát phải nói là tôi ngưỡng mộ luôn. Anh đừng bật mí những thông tin trưa nay, đúng không? Anh đừng bật mí những cái thông tin nguy hiểm ở đây. Bây giờ là mời hai anh là trước khi trở lại với Maracanã thì sẽ hướng tầm mắt của mình qua TV này, vâng, đến Maracanã để xem phóng viên của chúng tôi tác nghiệp như thế nào. Dạ, phóng viên Tuấn Đức của chúng tôi là đang có mặt tại sân vận động huyền thoại Maracanã và sẽ đưa tới cho các anh những hình ảnh cũng như là không khí trước trận chung kết rất đáng nhớ.